chào các bạn, các cháu. Hân hạnh được gặp các bạn, các cháu. Hôm nay tôi chia sẻ về bứng cây thông ngoài vườn đó, trồng trong chậu các bạn. Đem vô chậu trồng làm cây cảnh các bạn, các cháu. Cây thông này chim đang nó rụng lên nè, rụng hỗn lên. Thì tôi bỏ ngoài vườn, không có chăm sóc, sâu đang còi hết. Thì tôi bứng đem vô chậu trồng, tôi chăm sóc nó làm cái xung cảnh, giờ cho nó có trái luôn các bạn, các cháu. Chia sẻ các bạn, các cháu xem thư giãn nha. Giờ tôi bắt đầu tôi bứng, cái xung nó dễ sống lắm. Trồng giữ nguyên bầu đất, tôi vô chậu trồng để trong mát chừng tuần là nó sống rồi, nó ra rễ dễ trồng. Còn lỡ mà bể bầu đất á, tạo bầu đất mới cho nó, rồi cũng trồng vô chậu để trong mát hoặc là che mát, đừng cho lá nó cháy lá là nó sống dễ trồng. Nhưng mà lúc đầu trồng phải thứ giữ ẩm, xịt giữ ẩm, đừng cho nó cháy lá là được. Cố gắng đừng để nó mất sức, rất đỡ nhiều quá rồi để cho nó cháy lá, nó lâu bắt rễ lâu bén, giữ nguyên cội đất cho nó.
cho nó phân hữu cơ. Bỏ đất lên thêm 10 bể rồi. Để trồng mát nó sống. Tạo ổ đất mới cho nó. Rồi thêm phân hữu cơ vô để trồng mát. Lúc đầu tưới nước nhiều nhiều chút. Lúc sau mỗi ngày thịt giữ ẩm thôi. Đừng để cháy lá. Cháy lá nó nhiều khi nó mất nước quá nó chết luôn. Tạo bộ đất mới cho nó. Nghe được không? Nghe rồi. Mới đầu trồng tưới nước khá chút. Sau đó mỗi ngày mỗi chịch giữ ẩm một hai lần. Nó ra rễ nó sống tôi đừng để cái lá này héo. Cháy. Nắng cháy lá rồi. Mất sức. Bên này nó thấp xuống, nước tưới nó chảy xuống chậu nó không chảy ra ngoài. Cái nước vừa đủ các bạn. Ông
kia cái lỗ gì, ông kia cái lỗ hàng, ông kia cái lỗ gì vậy? Bên kia, ở trước kia kìa, ở bên kia. Mỗi ngày mỗi ngày mỗi chạy trên đá vậy các bạn thấy không? Mỗi chạy trên đá. Để trong mát. Mỗi ngày chạy một hai lần, hai ba lần. Để cho lá nó tươi hoài. Để trái lá. Để nó sống trầm trầm. Vậy là trồng cây thông vô chậu đã xong. Chia sẻ với các bạn các cháu thêm tư giảng nữa các bạn các cháu. Cảm ơn các bạn các cháu xem nha. Xin chào, hẹn gặp lại.